Nghe nói các cháu định trồng hoa hữu cơ à? Bọn cháu vẫn đang mông lung lắm chú ạ. Nhưng mà chú thấy dự định đấy của bọn cháu có được không ạ? Được chứ. Chú thấy các cháu đang đi đúng hướng, cứ quyết tâm là sẽ làm được. Mình đi thôi bố, con còn phải về nhà có việc nữa. Hai đứa về nhá, chú xuống ruộng một chút. À chú Lâm ơi, ruộng nhà cháu ấy, cây non tự nhiên bị héo với chết thì do làm sao hả chú? Thì không tưới nước nó chả chết. Đơn giản thế à, người ta phải hỏi. Thế có thấy ngọn hay lá bị cắn không? Dạ, thi thoảng có cây cũng bị chú ạ. Có thể do một loài sâu ăn rễ. Ban ngày chui xuống đất ăn rễ, ban đêm mò ra ăn lá. Là do sên trần đấy. Trước tôi mất mấy gốc lan vì cái bọn này rồi, mãi mới tiêu diệt được. Nhưng mà tao đã rắc vôi bột cẩn thận, không thể xảy ra trường hợp có sên trần hay là sâu bệnh được. Cái này ban đêm hoặc sáng sớm cầm đèn ra soi thì mới biết được. Cứ làm như vôi bột là thuốc thánh công bằng ấy, đâu phải cứ rắc là chết hết được đâu. Mấy kiến thức đơn giản thế mà cũng phải hỏi. Kỹ sư nông nghiệp tưởng thế nào? Đấy người ta gọi là học hỏi. Ông ấy biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Cái này các cháu phải hỏi người trong làng. Kinh nghiệm của chú chưa chắc bằng mọi người đâu. Mày có đi nhanh lên không nào? Hôm khách người ta đến người ta lại chờ nha. Còn đến chịu rồi đấy. Tao đi giày tây có thấy mỏi đâu. Mà xem thằng Nghĩa cái Thanh ấy, suốt ngày nó lăn lộn ngoài đồng nó có làm sao đâu này. Bố đừng có nhắc đến nó nữa, bực cả mình. Đã không biết người ta chỉ cho lại còn tinh vi. Cái đám trẻ danh chúng mày cứ như gà trọi, có thế mà cũng cãi nhau được. Bố không hiểu đâu, con không thích nhìn thấy cái vẻ mặt sĩ diện hão của thằng Nghĩa, bực cả mình. Đây rồi anh Lâm, chúng tôi đi tìm anh suốt, lên cả nhà anh cũng không thấy đâu, may quá lại gặp anh ở đây. Chị Hương, chị Trinh, có chuyện gì thế ạ? Anh ra ngoài ruộng mà xem, hôm trước nhà anh phun thuốc diệt cỏ phun lăn sang cả ruộng nhà tôi, hậu quả là mấy cái luống hoa ở sát ruộng nhà anh bây giờ chết cháy hết cả rồi. Nhà tôi cũng bị ba luống, bây giờ anh định giải quyết thế nào đây? Mày sử dụng thuốc diệt cỏ cho ruộng nhà mình đấy à? Không những thế, mẹ còn pha với nồng độ đậm đặc. Mùi á, nóng đặc hết cả lên, đến hôm nay cũng vẫn chưa tan. Thì bình thường con thấy mọi người vẫn xử lý như vậy, nên con tưởng... Tưởng, cháu đã không biết lại còn làm liều. Cháu nó chưa có kinh nghiệm, mong hai chị thông cảm và bỏ qua cho nó. Các chị cứ tính thiệt hại thế nào, báo tôi đền bù thật thỏa đáng. Đền bù chỉ là một chuyện thôi, anh bảo nó ấy, xử lý như thế thì chết. Chưa kể là ngấm xuống nguồn nước thì không biết còn hậu quả như thế nào nữa. Rồi, tôi sẽ nhắc nhở cháu, không có lần thứ hai đâu ạ. Cháu xin lỗi hai cô, lần sau cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ. Lần sau nhá, đừng có mà láu táu bột trột. Không hay không biết ấy, thì sang thằng Nghĩa mà hỏi. Nó là kỹ sư đấy, nó ăn có học đàng hoàng. Đừng có mà giấu giấc, hiểu chưa? Anh xem thế nào mà giải quyết nhanh đi nhá. Ăn no rừng mỡ, sáng sớm người ra bày đặt ra ruộng bắt sâu cho con gái nhà người ta. Vào lấy nhanh lên. Thiếu gì cách để lấy lòng con gái, tại sao cứ phải đầy đọa bản thân thế này? Tao thèm vào mà lấy lòng con Thanh ấy, tao cũng chỉ muốn chứng minh cho chúng nó thấy là tao không phải thằng ngu. Riêng về khoản trồng cây ấy, anh mày cũng đầy kinh nghiệm. Thì bình thường như mày không ngu, nhưng bây giờ mày dính tới tình yêu vào rồi, đầu óc nó có con tỉnh táo đâu. À đây rồi. Một chú. Ngồi xuống bắt công tác nhanh lên. Rồi từ từ. Hai chú. Này, như nào đấy? Sáng ngày ra ông ở đây làm gì? Mày làm cái trò gì đấy? Nhìn mà không biết à? Ốc sên đấy. Ơ kìa, thì ta bảo sên trần gần cây mà không tin, nên đây ra ruộng bắt kiểm chứng cho mà xem. Bắt để chứng minh á? Có thật không? Hay là có thằng cố tình mang sên đi thả vào ruộng nhà người khác hả? Này, mày đừng có suy bụng ta ra mọi người nhá. Tao ăn no rừng mỡ hay sao mày đi bắt sên thả vào ruộng nhà mày làm gì? Thế chẳng nhẽ có thằng ăn no rừng mỡ tự nguyện đi bắt sên cho ruộng nhà người khác à? Chọc phá bọn tôi ông vui lắm à? Tao đã nghi rồi. Rõ ràng đất tao làm rất cẩn thận, rắc vôi bột cũng cẩn thận luôn, thế mà không hiểu sao vẫn có sên đến phá. Hóa ra là mày. Mày đừng ăn nói linh tinh. Mày thích ý thì gọi thằng Linh đến đây mà kiểm chứng. Ba mặt một lời. Ông thôi đi, trẻ con nó vừa thôi. Ông làm như thế này để làm gì? Để chứng minh là mình đúng á? Ông chi nó cũng vừa đây chứ.
Rảnh quá không có việc thì làm, kiếm chỗ khác mà chơi. Bọn này thua không có nhu cầu thắng ông, ok? Ok.